Thế rồi thì nhà tôi cũng có em bé. Đó là quyết định của cả hai vợ chồng đều đồng lòng. Và sau hơn 9 tháng chờ đợi đầy hồi hộp cũng như là háo hức thì em bé cũng đến với gia đình. Chúng tôi đã bàn với nhau về nhiều thứ, tên con là gì, đi thăm khám ở đâu, sanh thường hay là sanh mổ, chọn gói sanh nào, ở bệnh viện nào, sinh con ra thì ngủ chung hay là ngủ riêng, ai sẽ phụ chăm sóc con, bú mẹ trực tiếp hay là bú bình, cho con uống sữa mẹ hay là sữa công thức. Rồi em bé lớn hơn một chút thì chúng tôi bắt đầu bàn những thứ xa xôi hơn ngoài việc chăm sóc con. Mình dạy con thế nào, cho con học gì, cho con chơi ở đâu, cho con đi học lúc bao nhiêu tháng tuổi, học ở quận mấy, chương trình học gì. Và đó là các quyết định quan trọng với cuộc đời của đứa bé, được đưa ra bởi chúng tôi mà không hề được nghe hay biết ý kiến của con. Bé nhà tôi không chọn sinh ra trong căn nhà này, không được tự chọn giới tính, cũng không chọn sữa được uống, tã được mặc, không chọn được đi dạo công viên lúc mấy giờ, không được tự chọn thực đơn ăn dặm. Tất cả mọi quyết định đều là do chúng tôi, kể cả việc quyết định bé tồn tại này trên đời, chẳng có gì là ngẫu nhiên hay là tai nạn cả. Ấy vậy thì tôi tự hỏi, tại sao tôi lại bắt bé nhà tôi phải báo hiếu cho mình? Nhân dịp tái bản sách Suy Tưởng, một trong ba cuốn sách nổi tiếng nhất của chủ nghĩa khắc kỷ. Thêm vào đó, kỷ niệm tủ sách khắc kỷ của Spyro đã bán được lên đến hơn 20.000 quyển. Nếu các bạn mua sách Suy Tưởng từ hôm nay, các bạn sẽ được tặng một bộ bookmark khắc kỷ độc quyền và một sổ tay khắc kỷ đến từ nhà nhện. Hãy chốt đơn ngay hôm nay để nhận được những phần quà độc quyền từ Spyro các bạn nhé. Sai lệch giữa hiếu thảo và thuần phục. Theo quan điểm của tôi, khái niệm hiếu thảo có nhiều điều phức tạp hơn so với yêu thương cha mẹ. Sự khác biệt lớn nhất đó là nó mang tính chất bắt buộc, thể hiện qua câu chữ cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Khi chúng ta gán cho một đứa trẻ trách nhiệm phải hiếu thảo, chúng ta không hề nhẹ nhàng. Ngay từ khi sinh ra, một đứa trẻ đã phải đối mặt với một ràng buộc vô hình, một sợi dây liên kết chặt chẽ của nó với cha mẹ. Cái ràng buộc ấy mang tính chất thuần phục, tức chúng ta đã tạo ra một đứa bé để nó thuần phục mình. Cho dù cha mẹ có yêu thương hay hành hạ, đứa trẻ không được phép phản kháng. Sức nặng của từ phải dẫn đến sự hiểu nhầm đau lòng rằng nếu cha mẹ tức giận và hành hạ mình thì đứa trẻ phải tự trách bản thân vì đã không trở thành đứa con hiếu thảo như mong đợi. Từ đó, nó cứ trở thành một người bất an và cố gắng làm mọi thứ để có được sự yêu thương và công nhận từ cha mẹ. Tôi hiểu cảm giác cám dỗ của việc ép đứa trẻ con theo ý muốn của mình. Khi tôi cứ phải xem con lớn như thế nào, tôi dễ dàng rơi vào vòng xoáy của những ham muốn. Con mình sẽ học chỗ này, sẽ được thế này, sẽ giỏi cái kia, sẽ hơn con nhà người ta chỗ này, chỗ kia. Cái cảm giác đó như kiểu mình là một đấng tạo hóa, mình sẽ tùy ý, cá nhân hóa đứa con theo ý muốn của mình. Do đó, không lạ gì khi tôi gặp nhiều ông bà bố mẹ hay chia sẻ các triết lý nuôi con do họ tự nghĩ ra. Con phải thế này, con phải thế kia, con phải học trường này, con chỉ được chơi với người này, không được tiếp xúc với nhà nọ, không được làm cái này, con trai phải thế này, con gái phải thế kia. Tất cả những yêu cầu đó thường được che giấu dưới một lý do mang tính giáo dục. Nhưng tôi biết, nhiều lúc, nó chỉ là bởi vì cha mẹ muốn vậy. Nhiều lúc vì sĩ diện với họ hàng, với hàng xóm mà cha mẹ cứ bắt con phải làm những điều ngớ ngẩn. Một lời nhận xét ác ý của họ hàng cũng khiến đứa trẻ con phải hứng chịu những trận quát mắng mà không có cơ hội để bày tỏ. Có thể có những người cho rằng quan điểm này của tôi quá là bi quan. Tuy nhiên, tôi tin rằng mọi quan hệ giữa con người, khi một người nắm quyền lực tuyệt đối trên người khác, việc lạm dụng quyền lực ấy là điều không thể tránh khỏi. Khi những người cha mẹ biết rằng con cái của họ không thể phản kháng họ, họ cũng có thể sử dụng sự hiếu thảo để ép buộc con yêu thương, chăm sóc họ bất kể hoàn cảnh. Và đôi khi, những gì mà đứa trẻ nhận được lại không phải là tình yêu thương, mà là sự la mắng, đánh đập và thậm chí trở thành nơi đổ lỗi cho những thất bại của cha mẹ. Những chuyện cấm đoán, chửi mắng cứ tưởng như đã là của quá khứ rồi, nhưng hóa ra vẫn đầy rẫy ở hiện tại. Tôi đã nghe tâm sự của nhiều bạn bè, có người trẻ hơn nhiều tuổi về nỗi buồn mà bạn phải hứng chịu trong gia đình. Những cảm xúc tiêu cực tích tụ lâu năm thấm nhuần vào trong người mà dường như không có cách nào để gạt bỏ. Có bạn vẫn khóc khi nhớ về việc ba mẹ nói mình sinh ra mang lại xui xẻo cho gia đình. Có bạn vẫn nhớ như in lúc bị chửi, thậm chí là bị đánh bởi vì chót quý mến bạn trai trên lớp nắm tay bạn ấy thôi, rồi bị cô giáo thấy, rồi cô giáo mách ba mẹ. Hay là việc cậu nhóc chỉ vì không vào được trường chuyên như ba mẹ mong đợi mà bị coi như là dự án thất bại và ba mẹ dồn sự yêu thương vào cô em gái với hy vọng nó sẽ tốt hơn người anh trai. Hoặc là một người bạn khác, trong lúc mệt mỏi và buồn bã thì bột miệng bất lịch sự với người họ hàng, để rồi họ hàng đó phàn nàn với ba mẹ và thế là bị chửi té tát. Cậu bị chửi vì ba mẹ thấy bị mất mặt và không bao giờ được lắng nghe. Ấy vậy mà trong tất cả các trường hợp đó, tôi được biết rằng các phụ huynh đều cảm thấy tức giận bởi vì đứa con đã hỗn láo, nó không biết nghe lời, nó không hiếu thảo. Mặc dù đứa con đã hơn 20 thì vẫn cố suy nghĩ làm sao để mà báo ơn gia đình. Tôi cho rằng nhiều người sẽ thấy bối rối, thậm chí tức giận nếu tôi nói rằng con của họ không có nghĩa vụ phải yêu thương họ nếu suốt hàng chục năm trong nhà họ chỉ bạo hành nó. Khái niệm hiếu thảo giúp tạo ra niềm tin rằng họ có thể làm mọi thứ với đứa con mà chẳng bao giờ cần phải nhận hậu quả. Bởi vì làm sao mà một đứa con lại dám phản kháng với cha mẹ cơ chứ? Làm sao con cái lại có thể chọn không yêu thương cha mẹ nó được?
cái suy nghĩ đó là không tưởng, là đổi bại. Rốt cuộc điều tồi tệ nhất có thể đến là gì nếu tôi cứ mắng chửi đứa con của tôi? Tất nhiên là không có rồi, bởi vì nó đơn giản là có chốn nào để mà đi cơ. Làm sao nó có thể dám từ mặt cha mẹ nó được? Một đứa bé khi ra đời không có ý thức, chỉ có bản năng sinh tồn, nó sẽ làm mọi thứ để có thể sống sót. Môi trường quanh nó với nhiều tiếng ồn và ánh sáng chói chang làm nó bối rối. Não em bé vì hoảng sợ mà luôn tiết ra các hormone căng thẳng như là cortisol và adrenaline. Những hormone này giúp chuẩn bị cơ thể cho những tình huống nguy hiểm, bơm máu nhiều hơn tới các cơ bắp làm tăng huyết áp, kích hoạt cơ chế tự vệ như là đạp, đập tay, la hét. Sự căng thẳng chỉ dịu đi khi đứa bé cảm nhận được hơi ấm tình thương, tiếng nói nhẹ nhàng của những người yêu thương nó để nó bình tĩnh lại và não của nó có thể thư giãn và phát triển. Các hormone này chính là cơ chế tự vệ của cơ thể, kích thích huyết áp tăng lên dẫn tới việc máu lưu thông nhanh hơn đến các cơ bắp, đồng thời kích hoạt các phản ứng tự vệ như là đạp chân, vẫy tay, la hét. Nhưng khi đầu đứa bé được vuốt nhẹ nhàng, tiếng nói dịu dàng và hơi ấm của tình yêu sẽ giúp nó bình tĩnh lại. Sự nhẹ nhàng này giúp não bé lấy được sự thư giãn, tạo điều kiện cho quá trình phát triển vượt bậc. Những đứa trẻ không may phải trưởng thành trong đau đớn mà không có lối thoát thường phát triển một bộ não trong tình trạng căng thẳng, dễ dàng phản ứng mạnh hơn với những lời nói tiêu cực. Những vết thương tâm lý này hằn sâu trong họ, tạo nên một nhu cầu mãnh liệt để được yêu thương và công nhận. Đây là các sang chấn tâm lý mà thời gian có thể không làm lành được. Nó thâm nhập sâu vào tâm trí và cảm xúc họ, hình thành nên một phần không thể tách rời của cá nhân họ. Nền tảng từ tình thương là điều tiên quyết. Để đảm bảo đứa bé được sinh ra sẽ nhận được yêu thương chứ không phải là những nỗi đau về tinh thần, tôi nghĩ rằng chúng ta phải thừa nhận một điều như sau. Lý do đúng đắn để có con là bởi vì chúng ta muốn yêu thương một thứ lớn hơn bản thân mình và điều đó giúp chúng ta có động lực để sống. Tất cả những lý do khác hầu như sẽ dẫn tới các bi kịch gia đình. Có con vì sức ép của họ hàng, có con bởi vì đó là điều phải làm, có con bởi vì sợ về già sẽ cô đơn, có con là để nối nghiệp gia đình, có con là để hàn gắn mâu thuẫn vợ chồng và có con vì hy vọng sẽ thay đổi tâm tính của người vợ hay người chồng. Tức là đủ thứ lý do ngoại trừ việc muốn yêu thương đứa bé. Khi chúng ta có con vì áp lực bên ngoài hoặc là vì đó là nghĩa vụ, chúng ta có rủi ro sau này sẽ oan trách đứa con đấy, bởi vì sâu trong thâm tâm chúng ta biết đó không phải là điều chúng ta thực sự muốn. Con người chúng ta sâu bên trong luôn có sự căm ghét những ai bắt mình phải làm gì đó và hậu quả chỉ có mình gánh chịu. Sự oan trách đó nếu không được thể hiện qua đòn roi lời nói thì cũng sẽ ngầm được thể hiện qua những sự thờ ơ sau này. Khi đứa bé dần lớn lên và công sức để nuôi đứa bé càng ngày càng tăng, những hạt giống căm tức sẽ dễ dàng nảy nở trong môi trường căng thẳng và chúng ta làm tổn thương đứa bé. Nhưng khi chúng ta chọn có con bởi vì chúng ta muốn có một đứa con để yêu thương, chúng ta sẽ khác. Khi tâm trí ta chủ động chọn suy nghĩ này, ta ngầm thừa nhận rằng đây là trách nhiệm của mình và đứa con sẽ không có tiếng nói trong chuyện này và do đó nó không có nghĩa vụ phải yêu lại ba mẹ nó. Theo góc nhìn đó, chúng ta hiểu rằng chúng ta không có ban ơn cho đứa con và ngược lại phải biết ơn bởi vì đứa bé đã đến với mình. Nếu bạn không tin, bạn hãy thử gặp người có em bé thành công sau khi chữa trị hiếm muộn, bạn sẽ thấy họ cảm ơn trời Phật và bác sĩ nhiều thế nào. Ngoài ra, khi chúng ta hiểu rằng đứa con có quyền lựa chọn, thì chúng ta hiểu rằng nó chỉ chọn yêu ba mẹ nó khi nó nhận được sự yêu thương đúng đắn từ chính ba mẹ nó. Như vậy, sự yêu thương tôn trọng của đứa trẻ trong tình huống này không phải là được đảm bảo và ba mẹ phải cố gắng để có được nó thông qua những hành động có trách nhiệm, sự quan tâm chăm sóc tử tế. Tôi hiểu rằng những gì tôi viết ở đây rộng hơn là chữ hiếu, bởi vì ở các quốc gia khác, nơi khái niệm hiếu thảo không tồn tại một cách rõ ràng như Việt Nam, việc bạo hành và lạm dụng trẻ em vẫn diễn ra. Điều đó cho thấy vấn đề này đến từ bản năng con người chứ không phải là do một khái niệm nào đó gây ra. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng khái niệm hiếu thảo đang là một công cụ hữu ích để giúp chúng ta biện minh cho những sự bạo hành lên con cái. Tôi muốn kết thúc bài viết này bằng việc chia sẻ quan điểm của Naval Ravikant, một doanh nhân và là nhà đầu tư thiên thần ở thung lũng Silicon. Tôi nghĩ rằng trẻ em mang lại cho bạn một cơ hội độc đáo để yêu thương một thứ gì đó nhiều hơn cả bản thân mình. Và tôi nghĩ điều đó rất quan trọng để trở nên hạnh phúc. Bởi vì trong khoảnh khắc bạn yêu thương một thứ gì đó hơn chính mình, bạn không còn bị ám ảnh với bản thân, bạn không còn nghĩ về chính mình trong suốt thời gian dài. Và nguồn gốc của sự đau khổ chính là việc suy nghĩ về bản thân mình quá nhiều. Bạn cần phải tìm ra điều gì đó lớn hơn bản thân mình trong cuộc sống cuối cùng. Và nếu bạn không làm được điều đó, bạn sẽ tự hủy hoại bản thân. Có thể không phải về mặt thể chất và trực tiếp, nhưng có lẽ là về mặt tinh thần. Điều lớn hơn đó có thể là trẻ em, có thể là thượng đế, có thể là một mục đích, có thể là một hình thức tâm linh cá nhân, có thể là một phong trào, có thể là một hội nhóm. Điều đó cũng có thể chỉ là sống cùng 20 con mèo trong căn hộ của bạn và bạn yêu chúng hết mực. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, bạn cần phải yêu thương một thứ gì đó nhiều hơn bản thân mình, bởi vì nếu không, não của bạn sẽ mục ruỗng.
Tôi nghĩ nhìn rộng ra, chấp nhận yêu thương hết mình cho một ai đó, lập gia đình và chọn gắn bó với một ai đó là rủi ro lớn. Tôi biết rằng khi em bé đến nhà tôi phải chấp nhận rằng mình có thể sẽ nhận lấy đủ các nỗi đau trong cuộc đời. Không có gì đảm bảo rằng niềm vui gia đình tôi đang có hiện tại sẽ kéo dài mãi mãi, rằng sẽ có lúc tâm hồn của mình sẽ bị xé toang và mình cảm thấy cuộc sống như đang ở trong địa ngục. Đó là những sự thật tàn nhẫn trong cuộc sống. Nhưng không phải vì vậy mà chúng tôi muốn trốn tránh và không dám yêu thương, bởi vì như vậy chúng ta cũng đang chọn một lối sống khổ sở khác, khổ sở trong cô đơn và sợ hãi. Yêu thương có nghĩa là chấp nhận, và bé con nhà tôi hẳn sẽ có cuộc sống như ý muốn của nó và hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng. Có thể sau này lớn lên, nó sẽ vì lý do gì đó mà phải xa gia đình, quên mất gia đình và tôi sẽ phải sống trong những nỗi buồn một mình. Nhưng tôi thấy như vậy thì vẫn là tốt đẹp hơn là việc ép một đứa trẻ phải thuần phục mình theo khái niệm hiếu thảo. Bởi vì tôi không tin rằng làm như vậy, tôi cũng sẽ hạnh phúc hơn. Và vừa rồi là bài viết của Husky Wanna Fly. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!